Mấy cái cốc trà sữa đấy, anh bảo tôi nôn ra tôi cũng không nôn được đâu. Cho nên quy ra tiền đi tôi trả hết. Bực cả mình. Tao thắng lại quỷ rồi chị ạ. Nó đòi quà tao mày ạ. Đời tao không ngờ gặp cái thể loại như thế luôn ý. Mấy cái đồ linh ta linh tinh, đến cốc trà sữa cũng đòi. Đấy, cháy nhà mới ra mặt chuột. Cũng may là có bọn em, chứ nếu không chị đã bị lão ấy lừa rồi. Mày vẻ vang lắm nên mà còn khoe. Tại em không nghĩ chị lại thích cái kiểu người như lão ấy. Thích đâu mà thích. Giặt da giặt dẹo, chả ra làm sao. Nghĩ mình cao quý lắm. Thế mà chị lúc nào cũng chăm sóc, quà cáp, xong lôi lão ấy ra làm tấm gương cho em. Không thế thì sao? Mày nhìn xem làng này còn ai hơn lão đâu. Công ăn việc làm cũng ổn định, gia đình thì cũng được, trông sáng sủa, nói chung lấy làm chồng được. Tóm lại là đủ tiêu chuẩn, mà chị thì lại ế. Thế nên là muốn múc luôn đúng không? Em hỏi thật nhá, thế chị thích kiểu người như thế nào? Đơn giản lắm. Chỉ cần không vô công rồi nghề như mấy thằng chúng mày là được. Suốt ngày đi phá làng phá xóm, chẳng được cái tích sự gì. Em cũng tự kiếm ra tiền đấy, chẳng phải ăn bám ai đâu. Gơm, có mấy cái sum mốc mới suốt ngày khoe. Mà còn mày ấy, suốt ngày đi theo cái thằng Lợi đầu bò, rồi không khá được đâu em ạ. Ít ra em thấy Lợi còn hơn chán lão Thắng. Thôi, mày đừng nhắc cái tên Thắng ấy nữa. Tao nghe tao muốn tiền đình luôn ý. Tặng mấy cái linh ta anh tinh, chẳng biết còn không hay tao vứt hết đi rồi. Đèn, thích không? Bất ngờ chưa? Nhưng mà nhân dịp gì đấy hả anh? Cần gì phải dịp gì, anh thích thì anh tặng thôi. Thằng bạn anh ở nước ngoài về, anh phải nhờ mãi nó mới mua cho đấy. Ở đây ấy, không phải có tiền là mua được đâu. Hình như là hàng fake ấy. Fake cái đầu em ấy. Anh ấy nhờ bạn mua hẳn hoi đấy. Cho em mượn. Đây chả fake thì là gì? Bạn thân em á, bán hàng này bao nhiêu năm nên em biết. Nó còn cho em test cả hàng xịn lẫn hàng dởm. Sao còn dạy cách phân biệt cơ mà. Cái này chị ra cửa hàng mỹ phẩm đây, 300k, chả fake lòi ra còn gì nữa. Nhưng mà chị thấy thơm mà nhở. Chị có dùng nước hoa bao giờ đâu mà biết. Hay là anh ấy bị lừa nhở? Trời ơi, ông ấy mà bị lừa. Sau này nhá, em sẽ lấy một người chồng công chức, tay em mềm và đẹp thật đấy. Để anh đeo cho nào. Ôi, vướng vào tóc em này. Khiếp, người yêu tố ga lăng thế. Anh thật ga lăng thật. Đẹp trai. Xinh rồi. Người như cô ấy, yêu đương chán ngắt, nhạt toẹt. Nhưng mà để chơi thì được. Cô xem lại bản thân mình đi. Cô có được cái gì hả? Cô chỉ là một chủ quán trà chanh, vô công rồi nghề, không có công ăn việc làm gì ổn định. Còn tôi là cán bộ nhà nước. Tôi muốn lấy ai, tôi muốn cưới ai cũng phải chọn người môn đăng hộ đối, chọn người cho xứng đáng chứ, có đúng không?